Nên có những người trong cuộc đời này, người ta giàu cỡ nào giàu nhưng mà người ta có biết đủ đâu. Người ta vẫn muốn đi lên hoài nên cuối cùng người ta té đó. Nó có cái bà đó, bà nói là ngày xưa thầy biết không, nhà con nghèo lắm thầy, nó nghiêng qua nó sập lại. Con ước gì chỉ cắt được căn nhà mà nó vững chắc là được rồi. Vậy đó mà sau này nhà con cắt được căn nhà đúc thầy, thì con nhìn cái nhà biệt thự kế bên, gắng cố gắng cắt được căn biệt thự luôn. Và điều kiện đất đai mua đồ quá trâu luôn. Vậy mà cuối cùng nhà con mua được một cái căn biệt thự trên Đà Lạt. Mỗi tuần là cứ đi lên trên đó ở để mà gọi là giống như là mình thay gió, đổi gió đồ gì đó. Vậy đó thầy, mà bây giờ vẫn lam lũ cực khổ và không biết đủ thầy. Nhưng mà từ khi nghe thầy giảng mới hiểu được, thì ra là bản thân mình nếu nghĩ lại không bao giờ tưởng tượng được mà bây giờ gia đình mình lại được gì. Thì nghĩ lại trời ơi, thì ra là tại do cái tâm mình nó không biết đủ. Chứ thật sự mà nó được gì là mừng quá trời rồi. Nên tự nhiên con người mà khi mà biết đủ thì tự nhiên mình vui lắm quý vị. Nên những đức thấy cuộc đời mình gì là mãn nguyện quá. Cứ gì cố gắng thôi. Gì cố gắng thôi quý vị. Rồi mỗi ngày có gì vui vui chia sẻ với Phật tử. Như ngày nay hồi trưa mà chia sẻ cái bài Phật Pháp hồi trưa, quý vị thấy không? Làm đủ chuyện cho người ta cười chứ cứ làm cho người ta cười. Còn bản thân mình mà làm mình cười mà còn chưa được, làm sao làm cho người ta cười? Phật Pháp là cái gì? Phật Pháp là bản thân mình nè, người ta nhìn mình mà người ta muốn học Phật. Chứ mình đừng có ôm những cái thứ này thứ kia nó nặng trong tâm chi. Để bản thân mình không có vui. Rồi bản thân mình không vui mình độ ai bây giờ? Bản thân mình đã không vui mà muốn cầu toàn, không có chuyện này đâu quý vị à. Đã là nó không có vui, không có an lạc chứ mà sao cầu toàn. Có nhiều người không vui, không an lạc mà vì một cái tình cảm, tình gì đó mà phải cầu toàn. Quý vị cầu toàn nó bị chết hả? Trước nhất quý vị phải vui, quý vị phải an lạc thì quý vị mới làm việc tùy duyên. Hết lòng mà tùy duyên thì nó mới cầu toàn được. Đúng không? Nên những đức từng nói câu nói rằng á, chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên. Nghĩa là bổn phận mình đã chọn hết bổn phận rồi. Như bây giờ mình sanh con, mình nuôi con, mình dạy con, mình làm đàng hoàng hết mà nó hư, kệ nó chứ. Mày hư thì mày gác chịu cái quả báo của mày chứ. Tao có dạy mà. Rồi tiền bạc vật chất tao làm, tao có, tao chia cho mày rồi. Còn mày không biết giữ gìn, mày không làm giàu được là chuyện của mày chứ. Bây giờ tao già, tao muốn giúp mày cái gì cũng không được mà tao đi buồn nữa thì không khác nào tao làm cho mày tạo tội nghiệp thêm thì sao. Tao thấy con tao vậy, đã mày không lo được gì cho tao mà tao thấy mày khổ, tao còn buồn nữa thì không khác nào tao nhận chìm mày luôn. Nên tao hôm nay tao hiểu rồi con ơi, tao không có làm gì, tao hiểu rồi. Thấy không? Mình đi đừng có mang cái tâm trạng không vừa lòng, không vừa ý quý vị. Rồi thêm á, bản thân của mình á, nó lại nặng nề mà muốn nó toàn vẹn. Không có đâu. Cái toàn vẹn nhất là con người vì có nụ cười và mỗi ngày sống vui vẻ. Đừng có mang những cái tâm sự buồn ở trong lòng mà không chịu cởi mở ra. Nên những đức quý vị biết khỏe nhất là cái gì? Những đức nói một phát là xong. Những đức nhẹ sơn, đây là cũng là một lối sống thật sự có phước. Nói ra cái xong à. Thì biết rằng cái khổ đau nhất của một con người là gì? Âu sầu buồn bã, cái gì cũng chất chứa trong tâm. Tối ngày cứ đi tội nghiệp người này, tội nghiệp người kia mà mình thì nặng nề. Không có chuyện lợi ích đó đâu. Không bao giờ có cái chuyện lợi ích đó đâu quý vị à. Nó, những đức nói thiệt chứ quý vị biết. Mình tu trong chùa mình nhận thức đi, mình cũng sâu sắc. Quý vị coi mình quanh năm mình lo việc trong ngôi Tam Bảo quá trời luôn. Có những cô, những chú, những cụ ở đây. Lâu lâu gia đình người thân mình đến tìm mình lại gì? Ký giấy đất đai, ký giấy rồi chia này nọ, rồi ký sang nhượng cho người ta. Gặp mình là gì? Là ký những điều đó. Mình nội mình nhìn cái chỗ này thôi thì bản thân mình đã nỗ lực lo tu rồi. Tại vì sao? Mình thấy cái ngôi nhà Tam Bảo mới thật sự, đó là chỗ bình an lo cho mình. Còn người ta đến với mình, nó phải còn cái gì? Nếu nó không còn cái gì nữa thì bản thân mình rất là nhẹ. Vì họ đâu có còn tìm mình nữa, vì đâu có còn cái gì đâu tìm mình. Nhưng mà có những người già nghe quý vị, họ vẫn tiếp tục tìm quý vị trong cái xác cuối đời, là dùng cái xác của quý vị để nó lấy thêm một khoảng thời gian của vật chất. Đó là gì? Là chấp điêu. Ghê chưa? Chơi xác dán luôn. Có nghĩa là còn có một chút đó cũng chơi sạch luôn. Là còn cái xác khô quất luôn quý vị. Nó vẫn còn có tiền. Đó quý vị thấy chưa? Nên con người mình sống trong cuộc đời này nghe quý vị, quý vị càng có nhiều chừng nào
thì càng có rất nhiều thứ phiền phức đến quý vị chừng này. Nên tất cả những cái mình có càng đem ra sớm chừng nào thì nó càng đỡ cho mình chừng nấy, càng khỏe chừng nấy. Nên chương trình khiếm thị là bây giờ những đức tiếp tục chuẩn bị để mà chương trình khiếm thị. Còn ví dụ như lễ lọc này kia với Di Đà thì bản thân những đức cứ người ta gỡ đèn bông sen đến là kiếm tiền dành dụm chút rồi trả tiền đèn bông sen. Cứ là làm như vậy, rồi xong rồi lịch người ta in xong rồi gỡ thì trả. Nhưng mà có người người ta phát tâm cúng dường cho mình 20.000 tấm lịch nữa. Cái cô miền ngoài có nhà in thành phố, cô in cho những đức 20.000 tấm lịch cúng dường. Rồi bữa đó thì những đức nhờ ta thiết kế rồi, mình phải in thêm 20.000 tấm nữa. Có nghĩa là 20.000 tấm tặng trong lễ viết Đức Phật A Di Đà. Còn 20.000 tấm kia thì chúng ta tặng từ đây cho tới Tết, kết duyên với mọi người. Đúng không? Thì thấy cái có của mình thì đem chia sẻ cho người ta, nên bản thân mình thấy nó thoải mái, nó an lạc. Nếu như cái có mình mà giữ gìn đi, nó phiền phức biết bao nhiêu mà nói chưa. Nên có nhiều người gia đình giàu sang, tích trữ giữ gìn gom góp, thì cuối cùng con mình nó nhìn, con ở trong nhà nó nhìn, nó tìm mọi cách để nó mở tủ, nó lấy tiền. Nó gì thấy không? Có khi canh cái thằng trộm bên ngoài, nhưng mà không để ý cái thằng trộm ở trong nhà. Cái thằng trộm ở trong nhà nó mới ghê quý vị ơi. Đó, nên mỗi ngày nếu chúng ta mà không nghe Phật Pháp được nha quý vị, rồi mình không biết niệm Phật để cầu giải thoát nha. Trời ơi, cái khổ của chúng ta nó không biết chút đi đâu. Cái khổ này chưa giải quyết xong là cái khổ kia đã tìm đến rồi. Nên mỗi ngày mình buồn khổ mà cái khổ nó cứ tìm mình hoài vậy đó. Cứ buồn khổ là khổ cứ tìm hoài à. Nên mình mà vui rồi cái khổ đến mình nó giải mã, cái buồn đến với mình nó giải mã rất là mau. Mà mình mà buồn khổ cái mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt á, là mấy cái con khỉ ăn ớt nó tìm mình. Có đồng loại quý vị. Quý vị vui thì đồng loại vui nó tìm quý vị. Quý vị niệm Phật á thì cảnh giới Phật xuất hiện tìm quý vị. Quý vị niệm Bồ Tát thì cảnh giới Bồ Tát tìm quý vị. Còn quý vị niệm tam đồ ác đạo, nhăn mày nhăn mặt, lo âu buồn phiền, thì tam đồ ác đạo đi tìm mình. Tâm nào cảnh nấy hả quý vị ơi, là quý vị. Không? Nên mỗi ngày rảnh nó cầm máy bấm số này nè, cứ bấm số niệm Phật đi. Cứ bấm số niệm Phật đi. Phương pháp bấm số niệm Phật là phương pháp tu duyên phước lớn nhất. Chân thật mà bấm số niệm Phật đi quý vị, hay dữ lắm. Cứ câu Phật hiệu niệm, câu Phật hiệu niệm. Trời ơi, người ta đi lang thang đầu này đầu kia đầu nọ, tìm tiền tìm bạc. Tôi cũng là mười mấy năm thành phố, đi đầu này đầu kia, tìm cách này cách kia cách nọ, không có một cách dính túi, không có một cái quần bặn. Chàng ơi, nó khổ đau đừng có nói nữa. Bằng cái quần dài không có cái quần đùi, bằng cái quần đùi không có quần nhỏ, nó thiếu thốn tá lả âm binh. Vậy mà đi vô trong nhà Phật á, thì chỉ có niệm Phật thôi, bấm số niệm Phật, hướng dẫn người ta niệm Phật thôi. Vậy mà lo cho mấy ngàn người mà không có thiếu tiền nha quý vị. Quý vị ít bao giờ nói, ai mà nói câu không thiếu tiền lắm quý vị. Chỉ có nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng mới nói không thiếu tiền thôi. Chắc chắn quý vị luôn, có Hòa Thượng Tịnh Không giảng nói không thiếu tiền. Và lúc nào Ngài cũng nói đại phước báo chứ. Vì sao Ngài mới dạy người ta được? Ít có ai nói câu không thiếu tiền lắm quý vị. Dù dư cũng không nói nữa, sợ nói người ta không cúng. Chúng ta tự tin vô cùng. Bây giờ không cúng ở đây cũng không biết cúng ở đâu. Cái tự tin là ngay chỗ này nè quý vị. Cái tự tin là ngay cái chỗ quý vị nhiệt tình, quý vị lo lắng cho người ta. Cái ăn tình đó quý vị biết rằng người ta mà gặp quý vị là rẹt rẹt rẹt. Cái này là cái tuyệt chiêu trong Phật Pháp dạy nè. Nhiệt tình lo lắng cho người ta đi thì người ta sẽ hoàn toàn nhiệt tình đến với mình. Chúng ta luôn luôn muốn người ta nhiệt tình đến với mình mà mình keo như kẹo kéo vậy đó, sao ai nhiệt tình đến với mình?
Nên cái câu Phật hiệu này hay lắm nè, nó giúp cho cái tâm quý vị nhìn ra rõ ràng cái cõi đời này. Nên Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông ngày đọc bài kệ: mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình. Mãi mê trong cõi hư danh, đến khi đất gọi thì giật mình trắng tay. Đến khi đất gọi thì giật mình trắng tay, đến khi lửa gọi thì giật mình trắng tay. Thấy chưa? Nên bản thân mỗi người chúng ta cuối cùng được gì đâu quý vị. Nó nên mỗi một con người mình biết tu phước tu duyên là niềm vui sướng nhất của đời mình. Và mỗi ngày thường nghĩ thiện, nghĩ việc lợi ích cho người ta là niềm vui lớn nhất của đời mình. Chắc chắn quý vị luôn. Nên có một câu nè: niềm vui không thể nghĩ bàn khi niệm niệm vì người. Nếu quý vị thường nghĩ niệm niệm vì người, nghe quý vị phát sinh thông minh và trí tuệ vô cùng. Nó lạ như vậy đó. Bởi vì rất là tự tại trước mọi người luôn. Như hồi sáng nhà Đức chia sẻ cái bài pháp á, mấy tiếng nay cũng được 14, 15 ngàn người coi. Hôm qua cái bài tay to đó không, làm chơi mà ăn thiệt không, gần cả 100 ngàn người coi. Vì thấy không, một ngày như Đức tu phước tu duyên, bao nhiêu buổi giảng chưa. Chùa mình trong một ngày, như hôm qua là một ngày, những Đức tính từ những buổi bỏ lên và trong một ngày, nó để cái câu là một ngày quý vị là mười mấy buổi đưa lên mạng. Chưa từng thấy luôn. Chưa từng thấy là một người nào mà có thể làm ra phim nhiều như vậy, rồi nhiều buổi như vậy để đưa lên cho Phật tử coi. Nên Phật tử bây giờ mỗi ngày người ta coi những buổi của mình chia sẻ Phật pháp, rồi chương trình này chương trình kia, nên người ta vui, người ta cảm ơn. Dù ở xa, phương xa khắp nơi nơi, như hôm qua có cái bà đó, bà ở từ phương xa mà bà gỡ lại đây một ký cam. Hồi sáng mới nhận. Bà nói: thầy ơi, thầy cam này ký bao nhiêu tiền? Mà con gỡ tiền gỡ hết 300 ngàn. Cái này không có tính tiền mà tính gì? Tính tình người, tình cảm giữa con người đến với con người. Thấy không? Bà nói rằng là đây là cam nhà chồng luôn thầy, không xịt một miếng thuốc. Nó bẻ được gỡ cho thầy ăn lấy thảo. Thấy không? Người dưới quê ta nói vậy đó quý vị. Nên từ nơi đó quý vị thấy không, cái tâm mình đến với người ta nhiệt tình. Dù người ta chưa đi đến đây 9-10 năm, người ta chưa từng đi đến chùa gặp trực diện mình, vậy mà ta nghe mình giảng thôi mà người ta đã vui rồi. Người ta đã cảm thấy rằng người ta quý mến mình rồi. Nếu như quý vị có sống mà có thể làm được như vậy, vậy thì cái cuộc sống quý vị đi đến đâu cũng tự tin. Tại vì nhiều người quý mến mình thì nhiều người người ta sẽ ủng hộ mình. Nó thí dụ như mỗi một chương trình lễ hội đi, người ta khắp nơi nơi người ta ủng hộ mình, ta về đây người ta dự chương trình lễ hội mình đưa ra chương trình, nên ai người ta về đây người ta dự chương trình người ta cũng vui. Lễ Di Đà lay quay là tới nữa rồi, Khiếm Thị tới nữa, thấy từ đây tới Tết còn hai chương trình nữa đó. Còn chương trình chủ nhật rồi thì lay rai hoài. Năm nay chủ nhật cộng tu khi qua Tết là mùng 2 Tết. Mùng 2 Tết là chủ nhật cộng tu. Tại vì sao? Vì nếu mà để thì nó qua luôn tới mùng 9 thì thời gian ta đi làm rồi quý vị. Nên mình tính mùng 2 Tết chương trình cộng tu chủ nhật, rồi mùng 4, mùng 5 gì cộng tu nữa, mình làm tới vậy đó. Để trong dịp Tết người ta có được thời gian nghỉ Tết, người ta lợi người ta cộng tu, người ta nghe pháp trong dịp Tết. Mình tính cho người ta vậy, còn bản thân mình có nghĩ mình đi đâu đâu. Nghĩ cho người ta không mà, thấy không? Đó. Nếu như mà quý vị mà có cái tâm vậy thì phước báo nhân duyên cuộc đời mình lớn cỡ nào chưa. Đến khi mà đắc gọi thì mình vui vẻ niệm Phật mà ra đi, chứ mình không có giật mình đâu. Thấy không? Đâu có giật mình đâu, ai mà giật mình. Mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình cầu sanh cực lạc, mình xem cái chết nhẹ như lông hồng, thì làm gì mình khi cái chết đến mà mình giật mình. Chứ mình có gì đâu giật mình. Mình có, mình làm hết trơn rồi. Còn người ta thì nghĩ rằng tiền bạc vật chất người ta tạo ra, người ta giữ gìn đó là của người ta. Khi cơn vô thường bất tử thì người ta mới giật mình trắng tay là không cầm theo được. Như cái ông mà Nhận Đức nói, ông có 1.000 tỷ,
Khi ông vừa chết đi thì con trai ông, hai thằng nó đấu đá với nhau. Nhưng Đức nghĩ rằng ông chưa siêu, ông sẽ nhìn thấy 1.000 tỷ của ông. Thì lúc đó ông mới cảm giác rõ ràng không cần theo được gì. Nó phải chi mà ông gặp những Đức thì ông sẽ làm được gì rồi, đúng không? Đó. Nên mỗi một con người mình đó quý vị, chúng ta phải biết tu phước tu duyên cho lớn. Như hồi sáng thì Đức gặp nguyên một cái gia đình. Gia đình này là có 10 anh em mà nghe mình giảng pháp và tu ăn chay trường luôn là được 5 người. Thì Đức nói gia đình cố gắng tu đi thêm 5 người sau. Mà trong đó là có 3 chị em là đi Mỹ. Quý vị đừng có bao giờ nói rằng đi Mỹ là sướng nghe, chưa chắc đâu nghe. Tại vì quý vị thấy người ta nước Việt Kiều gì á, thì người ta đi ổng a ổng ẹo á, tưởng đâu là người ta sướng lắm. Qua bển làm thấy mồ của bển á, đừng nói chuyện dẫn chơi, trời ơi trời. Đó. Hồi xưa ở dưới quê á, nhiều người làm cha làm mẹ sanh được đứa con gái đẹp đẹp đấy. Nhỏ này sau này lớn lên gã Việt Kiều mới vừa. Tưởng đâu gã làm cái gì khổ te tua bển á. Mấy chị em nói rằng trời ơi thầy cái tiếng đi Mỹ bển nó khổ muốn chết thầy ơi. Cái nhà của con như cái ổ chuột vậy, nhỏ xíu. Xung quanh đồ đầy hết trơn thầy, đâu có thờ Phật được đâu thầy. Cái nhà quá nhỏ rồi, bây giờ làm sao thờ Phật được đây. Thầy ơi cấp mới qua bển đi làm thuê làm mướn cho người ta thầy, khổ dữ lắm thầy ơi. Từ khi mà nghe thầy giảng mở cái tâm ra biết bố thí cúng dường, mấy năm nay chị em chúng con gom góp tiền lại thuê được cái mặt bằng, mở ra cái tiệm neo chị em làm. Chứ xưa đi làm thuê người ta cực lắm thầy, nó mà khổ lắm thầy ơi, làm cực dữ lắm. Nhờ biết tu, chị con thì ông lấy ông Mỹ, riêng ông Mỹ thì đi làm á, là mỗi tháng á, là trả cái bill nhà rồi á, tiền nước nôi này kia, còn con là lo cho con đi học, hai vợ chồng chia ra, nó phải lo dữ lắm đó thầy ơi. Nên từ nơi đó mà không phải sung sướng gì đâu. Lâu lâu về lại Việt Nam gì bên đó, mỗi ngày nghe thầy giảng, bên đây thầy lại 3.000 lại Quan Âm, con bên đó lại được 3.000 lại trước thầy một bữa, xong đó, coi cái bữa cuối cùng thấy thầy lại tội nghiệp quá, phát tâm lại thêm 1.000 lại hồi hướng cho thầy là 4.000 lại, bên đó lại 4.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Thấy không, nói vậy coi người ta ở nước ngoài đó mà người ta khổ cực quá, người ta lo tu vậy thế. Nó xong nó làm kỳ cỡm để dành tiền. Hồi sáng về bên đây cũng gỡ cúng dường mấy cái bao thư, tại vì bữa chủ nhật là ngay đám dỗ của cha người ta gì đó, gỡ tiền cúng dường làm tượng Phật đồ này kia để hồi hướng cho cha người ta. Cái đồng tiền đó tuy là gỡ cúng vậy đó, nói Việt Kiều gì đó, nhưng mà cực khổ the tua chứ không phải đơn giản đâu nghe. Tuy là vài chục triệu nhưng mà cực khổ dữ lắm đó, chứ không đơn giản đâu. Đừng có nói cái việc mà quý vị nói là qua bên Mỹ là sướng, chưa chắc đâu, cực lắm á. Làm việc ở bên Mỹ là làm nó quy tắc thời gian dữ lắm, nó bận bịu dữ lắm. Và con người với con người nó ít bao giờ mà được ngồi với nhau nói chuyện này kia lắm, ít lắm. Nó sống trong cái xã hội mà nó là cứ là điện thoại bấm, có ngày là cầm điện thoại bấm không à quý vị. Bà nói rằng mà ông chồng con Mỹ, ông người Mỹ, ông ghiền game. Thầy biết rằng có khi mà ông chơi game mà mỗi tháng ông còn phải thiếu nợ lại mấy ngàn đô, có khi cả chục ngàn đô, tức quá trời tức cự lộn. Từ khi nghe thầy giảng tới giờ thôi con không có nói nữa. Chứ hồi đó phiền não dữ lắm thầy. Làm đã cực khổ rồi mà ông chơi game mỗi tháng thiếu nợ mấy ngàn đô. Nói vậy thấy không? Nên á, nghe người ta nói chuyện mình mới thấy đúng rõ ràng. Mình ở đây mình thấy mình sống có tư tưởng, sống có cái niềm vui và mỗi ngày sống thấy bình an ghê. Đúng là tam bảo phước báo. Bởi vì bản thân mỗi người mình phải trân quý. Mà nhờ từ đâu? Nhờ niệm Phật đó. Nhờ niệm Phật nó mới được gì? Chứ gặp mà không niệm Phật sao mà được phước báo gì hả quý vị? Hiểu không? Đó. Nên á, mỗi người mình phải siêng năng niệm Phật quý vị ơi. Thấy bà cụ mà
Mẹ Ngọc Danh mới vô đây bà tu, nay bà cắt tóc nhìn bà hảo tướng đẹp quá chăng. Không tu sao không biết, nhưng mà quan hỷ vui vẻ quý vị. Rồi bà gặp bà vui vui, bà cười cười. Tu vậy là nó lợi ích lớn dữ lắm quý vị ơi. Hồi chiều gặp một bà cụ già ốm ốp chống gậy, bà gặp Như Đức chạy xe đạp ngang. Xong bà nói thầy, thầy con chỉ cho thầy bà này bà dữ lắm. Mấy bà già ngồi niệm Phật, xong con cũng niệm Phật, rồi con nói cái gì đó rồi bà cự con thầy, bà chửi con, bà nói bố cha mày, bà chửi gì đó. Rồi xong á, bà vừa nói Nhân Đức xong, bà chỉ Nhân Đức. Nhân Đức hỏi bà nào bà chỉ. Nhân Đức nói ồ bà đó đó hả, bà đó thì nhìn mặt là biết rồi. Quý vị ơi, tu nó hiện cái tướng hiền hay không, quý vị nhìn cái mặt là biết liền. Còn cái tâm mà hung dữ bạo ngược nhìn cái mặt cũng biết. Nó thiệt, quý vị biết á, con người mình tu hành á, nhìn tướng thì biết tâm, mình nhìn tâm thì biết tướng. Nếu như quý vị là nói là mình tu, nhưng mà cái tâm của mình hung bạo xạo sự trước mặt người trên á, thì hiền hậu dễ thương, nhưng mà phớt qua khỏi người trên thì hung bạo bạo ngược, quý vị sẽ hiện tướng liền à. Không có giấu được ai đâu quý vị ơi. Bị giấu được những người mà không có tu hành, chứ những người mà ta có tu hành, ta nhìn quý vị ta biết liền à. Cái cảm giác, cái từ trường quý vị biết liền à. Nó nên tu hành là phải làm thật. Con người thì ai cũng có cái sai, nhưng đã là tu hành phải luyện mình những cái gì làm được như mình hiền. Mình đừng có như ngày xưa ngoài đời đi buôn bán chữ hỗn ẩu. Chí chị em cùng cái nhân viên đi vô trong chùa, đúng không? Chị em đều cùng nhân viên đi vô trong chùa. Người ta bệnh đau yếu mình ăn hiếp người ta, mai mốt mình bệnh đau yếu ai ăn hiếp mình? Nhân quả nó không có tha cho mình đâu. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Bây giờ mình hung dữ mình bạo ngược với người ta, mai mốt sẽ có người bạo ngược với mình à. Không có bao giờ mà chạy đâu thoát đâu quý vị à. Quý vị hãy dùng cái trái tim chân thật của mình mà đến với mọi người bằng một tấm lòng chân thật đi. Quý vị đến chân thật thì quý vị sẽ có cái quả chân thật à. Mà sống gì nó cũng vui nữa, vì mình đến với người ta là chân thật tặng đáy lòng của mình. Hiểu không? Đó, tuy là khuyên hoài vậy đó, nhưng mỗi một con người ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng quý vị ơi. Còn không khéo léo thì gán mà chịu. Cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó hết trơn á. Mình ngoài đời bao nhiêu chục năm rồi, bây giờ mình đi vô chùa tu trong khoảng thời gian ngắn mà mình không hiền, mình không cố gắng, vậy thì cái phước mình có đủ mỗi tháng không? Như ngoài đời mình chúng ta còn trẻ đi, nội thuê cái phòng là bao nhiêu, mỗi ngày ăn uống bao nhiêu, chúng ta phải làm bao nhiêu để dư tiền, phải tính chứ. Nếu như ngày nào làm cũng không dư thì phải đi mượn nợ. Mượn nợ mà không có tiền trả thì chết mồ luôn. Nó quýnh mà te tua tả tơ chứ đừng nói chuyện dẫn chơ. Quần áo nó lấy sạch nhách, còn cái quần nhỏ để cho bạn. Chịu thua luôn. Đừng có nói chuyện giỡn nghe chưa. Nên mình phải nhiệt tình kìa. Nhiệt tình là cái tâm mình nó phải vui kìa. Con người phải dễ chịu kìa quý vị ơi. Quý vị mà tu mà quý vị dễ chịu, bệnh quý vị cũng khỏe nữa. Tại vì sao quý vị dễ chịu thì tế bào dễ chịu. Cơ thể quý vị, những cái con virus đồ này kia trong cơ thể nó cũng hiền nữa. Cái người mà hung dữ, virus trong cơ thể cũng là virus hung dữ, tế bào hung dữ, máu độc địa, cơ thể xương sốc đặc biệt là hung dữ, không có hiền. Cái người mà hiền rồi á thì tế bào mình cái loại gì nó cũng hiền á. Hiểu chưa? Hiền rồi á là tế bào vì cái gì cũng hiền. Tóc quý vị nó cũng mướt. Hiểu chưa? Hiểu tóc mướt chưa? Khi hiền rồi á, tóc lông gì cũng mướt. Còn cái người mà nó hung dữ rồi, tóc nó cứng ngắc, lông nó sừng lên. Má quý vị xem lại đi, về coi lại đi thì sẽ biết cái sự tu hành của mình nó làm sao.
không? Khi quý vị tu bị hiền, bị vui vẻ là quý vị biết không? Tay bị nó cũng dẻo. Thấy chưa? Thấy không? A Di Đà Phật. Đó không? Tại vì sao? Quý vị tu giết người vì nó dẻo, da thịt bị nó cũng mềm. Đúng không? Còn quý vị nghe tu giết mà săn hẳn, nghe cái da mặt quý vị nó dày bịch, cứng ngắc, cái da nó dày còn hơn là cái tấm thớt. Bây giờ quý vị gờ thử coi, mặt ai mềm, gờ đi. Gờ vô mặt thử coi. Gờ coi. Thì quý vị biết quý vị tu sao liền thiền liền à. Cái trượt quý vị nó có giảm chưa? Cái trượt mà giảm là da mặt mềm lắm. Người ta gặp nó muốn nựng quý vị. Còn nếu không á, nó chai ngắt đó. Mấy bà cụ mà ngoài đời mà xếp ly nhiều mà vô đây mà giảm xếp ly là gì? Giảm phiền não. Hiểu chưa? Vì coi mỗi ngày mình gì mà nấu xếp ly sao được. Xếp ly chứ làm sao? Nếu vì mỗi ngày bị cười hoài sao xếp ly? Nó giãn ra. Quý vị mà thường cười là một phương pháp ủi da mặt. Ủi da mặt, quý vị hiểu chưa? Nó, quý vị biết rằng quý vị thường cười là cơ thể quý vị sẽ được ủi bóng bẩy hết trơn à. Hồi đó như Đức nói thiệt chứ nè quý vị chứ. Cái tay như Đức nó cứng ngắc rồi quý vị. Mà tự nhiên từ bây giờ tu với cái tay nó mềm nghe quý vị. Thịt nó mềm. Hồi xưa quý vị biết rằng cơ thể như Đức nó nổi mục này mục kia lắm. Trong cơ thể mà nó nổi mục này mục kia tùm lum đỏ chứ. Mà bây giờ quý vị biết rằng những Đức mà cởi áo qua trắng tươi không có mục gì nổi ra. Bị tin không? Nhà Đức cỡ cho vị coi. À. Nên từ nơi đó rõ ràng không? Cái người niệm Phật vui vẻ an lạc, tế bào vị sẽ hoàn toàn thay đổi, cơ thể, cơ địa thay đổi hoàn toàn luôn. Tại sao quý vị không vui vẻ lên? Để vị sống trong cái cuộc đời này luôn luôn thấy được ngày mai tốt đẹp. Lo buồn chi ạ? À? Quý vị lo buồn là quý vị đang hại cái hoàn cảnh này á. Cái người nào mà ở trong chùa này mà buồn lo tối ngày là quý vị đang hại chùa này đó. Cái ngôi chùa này mà quang minh phổ chiếu là từ đâu? Là từ ai cũng vui nên mới cảm với bổ nguyện của Di Đà. Đúng chưa? Nên các cụ nhớ nghe. Bà cụ nào mà hung bạo mà chửi người ta là sửa liền nghe. Hồi chiều bà cụ kia 3 mét Nhân Đức rồi đó. Lần này là Nhân Đức giảng, Nhân Đức tha thứ cho đó. Lần sau mà còn nữa là Nhân Đức xử lý. Nhân Đức đem ra cái tấm thớt. Tôi mà không hung dữ thì tôi, mà tôi mà hung dữ là như hết luôn. Rồi tôi đem cho vịt ăn cho mà biết nghe chưa. Cái bà nhớ dưới quê ngày xưa nuôi vịt chưa, bầm ra muống chưa, cầm cái bó con muống lên bập. Bên đây quay là bập. Giải vịt nó kêu tập. Lụm miếng con muống hết trơn cho mấy bà nghe biết nghe chưa. Nên á, mình đã niệm Phật rồi các cụ à, chị em mình nên thương nhau. Những người mà ta mới vô chùa tu, người ta không biết, người ta hỏi mình gì mình trả lời cho nó đàng hoàng. Đừng có trả lời mà giật ngược giật xuôi. Cái bệnh giật đó mà bao nhiêu năm nay mà chưa bỏ hả? Mấy bà giật với coi chừng giật môi bây giờ. Rồi lâu ngày phong gánh giật luôn á. Nghe chưa? Không. Nó hiền lên đi. Hiền lên đi cho đời bớt khổ. Không. Một ngày tôi làm cho bao nhiêu người cười. Bây giờ tại sao tôi thường cười? Tại tôi làm cho người ta cười biết bao nhiêu nụ cười mà nói chưa. Một ngày làm cho bao nhiêu chục ngàn người cười chưa. Nó, quý vị coi tại sao mà tôi thường vui như thế. Vì tôi làm cho người ta vui thì tôi vui chứ làm sao. Bây giờ tôi làm cho người dưới đây cười thì tôi cười chứ làm sao.
Còn tôi làm cho những người dưới đó bực bội vô, tôi ngồi tôi làm nè. Giết. Ở dưới mà ta lo âu làm sao bị cười. Đúng, tại đây là cái tâm mình nó vui mình làm, nó không có ai mà bực bội. Chứ gặp mà tâm mình mà ác thiệt đi, mình giết. Giết mà chưa biết. Mình lỡ mình ban lỡ ngay cái mặt nó mình xỉ vô chán người ta. Giết hại nè. Giết hại nè, về ngoài ăn chuối đi. Vì mà làm vậy đi, con nít nó còn khóc mà. Vì thấy con nít không? Nó nhỏ xíu xíu mà vì lỡ bị nó nè. Giết hại đi, giết hại đi, về ngoài ăn chuối đi. Xong mẹ lỡ nói nè, nín đi con, nín đi con. Cậu út của con la nhỏ hoài, nín đi, cái nó làm nè. Tiếng nít chưa? Nó con nít mà mình la nó, mình nó giết hại nó còn khóc. Nên con người với nhau quý vị ơi là quý vị. Nhớ là phải thương yêu nhau nghe quý vị. Không, giống như một đại gia đình mà quý vị. Tại sao mình dùng những lời lẽ làm nhau đau khổ làm chi hả quý vị là quý vị. Đúng không? Đó. Dù mình không có tiền bạc gì mà cuộc sống này là cuộc sống thầm tin đấy. Thầm tin đó ha. Vui cười hoài mà hồi chưa chắc à. Bắt cái bài giảng nó cũng cười nhiều lắm đó. Vì thấy không? Tôi vậy mà tôi làm bao nhiêu trò, bao nhiêu thứ cho người ta cười. Tôi có mắc cỡ đâu. Trời ơi, tôi làm bao nhiêu lần cái méo. Mà ông Nhận Ngôn nó công nhận thầy diễn hay thấy ghê chậu là chậu. Diễn Iran luôn. Nó đã diễn mà không Iran sao mà. Mà diễn làm chi, thấy không? Nó nên quý vị thấy không? Nhiệt tình hết mình làm cho người ta cười. Thì biết ở ngoài đời có bao nhiêu người người ta buồn chưa? Bao nhiêu người người ta sầu não chưa? Vì mà những buổi giảng, những đức đưa lên đó, bao nhiêu người ta bình luận người ta nói: trời ơi, thầy, hôm nay chồng mới chửi xong, nghe bài giảng của thầy xong. Trời ơi, cảm ơn thầy quá, thầy ơi, thầy. Sao mà thầy giảng cái bài giảng gì mà đúng ngay bon con. Thấy chưa? Thấy chưa? Xã hội người ta lo âu, bao nhiêu người ta buồn, người ta nặng nề lương tâm. Mình mỗi ngày mình đưa sản phẩm cho người ta vui, để làm chi? Để người ta gửi vô lại cho mình. Không, nó có qua có lại mới toại lòng nhau. Tại vì người ta vui vẻ vậy mà mỗi lần người ta cúng dường mà người ta vui, người ta cúng nên phước người ta lớn. Người nhận cũng có phước mà người cúng cũng có phước, không có miễn cưỡng, có bắt buộc gì. Nó nên những đức nói cho quý vị nghe, cái phương pháp niệm Phật nó hay dữ lắm, nghe chưa? Nghe qua tai câu Phật hiệu có lợi ích gì? Cái lợi ích này lớn dữ lắm. Tại sao Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế á, ngày tặng chuỗi kêu đưa cao lên chi vậy? Để cho người ta nói đây là những người niệm Phật. Cái tâm đó thôi, cái chữ Phật nó lọt vào chủng tử. Rồi ngài nói rằng đi lỡ quán cơm chay, ngồi ăn vậy thấy xung quanh ta ăn. Hai người này là bộ đàm đạo, hỏi qua họ lỡ Phật Pháp, để người hỏi người trả lời, để cho mấy người ngồi kế bên nghe, để kết duyên Phật Pháp. Quý vị thấy cái tâm tu duyên phước nó lớn ghê chưa? Quá trời lớn luôn. Thấy không? Đó, nên á, cái câu Phật hiệu này á, nó lọt qua lỗ tai mình, bây giờ mình mới ngồi đây nè. Nếu mà mình mà chưa từng nghe câu Phật hiệu, mình không có tu tịnh độ đâu. Nó câu chuyện như Đức kể bao nhiêu lần đó. Bị cọp vượt mà leo lên cây mà mô Phật. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp sao Phật Thích Ca Mâu Ni độ cho tu hành chứng quả A-la-hán. Thì bị biết gieo duyên cái thù thắng thế nào chưa? Nên đeo cái máy niệm Phật này hay lắm nè. Đi ra đường á, đi ra chợ rồi đó, đi mua đồ rồi đó, đi ngang xẹt qua xẹt lại, đi tới đi lui. Sáng đi ra mua có một trái cốc, cầm nguyên cái vỏ ra mua trái cốc một để vô vỏ đi về. Rồi đi ngoài chợ đi sàn tới sàn lui, sàn xuôi sàn ngược, đi lại nhìn cá, nhìn con này con kia con nọ, đi sàn. Bắt cái máy niệm Phật đi sàng tới sàng lui, sàng xuôi sàng ngược. Làm gì à? Tu phước tu duyên, để gieo chủng tử chúng sanh nghe câu Phật hiệu.
cái tâm này mới bị làm cả đời đi, rồi phước báo bị lớn tặng ở trên trời xanh đó chị nè, chứ bị biết đó. Hồi xưa tôi mới xuống đây rồi tôi bắt cái máy niệm Phật ngay chăng cái cổng chùa rồi tôi biết mà, nó chúng sanh chạy xe qua lại nghe câu Phật hiệu, nó nghe viết rồi tự nhiên nó chạy vô đây gieo chủng tử quý vị à. Nó có cái chú mà đòn câu chuyện á, không biết hát hay sao, lúc này không chịu tập hát đi chợ, lâu lâu lên đây hát, hiểu chưa, nó lên đây mà hát dài bản đồ kết duyên với chúng sanh. Thấy ông đó cũng hiền hiền, hiểu không, thấy hiền, tôi phái mấy người hiền. Tại sao tôi phái mấy người hiền? Vì tôi ăn hiếp được. Không phải tên nào dữ dữ tụi mình ăn hiếp nó quýnh mình chết mồ. Hiểu không? Nó nên biết hát, tập vài bài hát. Viết bài hát luôn, cứ nghe nhà Đức giảng đi rồi về viết bài hát luôn, tự sáng tác hát luôn. Trời ơi, nếu mà sáng tác không được để tôi sáng tác cho hát. Không? Được hết trơn á, tự viết bài hát dựa vào những một số bài hát viết ra, phối nhạc là ra sản phẩm của mình liền. Thiệt á, không phải đơn giản đâu. Mình chuyên nghề thì mình rèn luôn, cơ hội có chúng. Lâu lâu thứ ba tụi lên nghe pháp rồi hát cho người ta nghe một bài, thấy không? Nó thứ hai lên nghe pháp hát một bài, thứ năm lên nghe pháp hát một bài, ba bữa có một bài. Thấy ba chùa nó bị biết nè. Nó nên á, niệm Phật viết đi thông minh lạ kỳ lắm. Niệm Phật viết thông minh lắm đó quý vị. Có người mà niệm Phật viết bộ nhớ bị nhớ dai. Tại vì sao? Vì cái câu Phật hiệu nó giúp cho cái bộ nhớ bị khỏe nên nhớ dai. Nó nên cái phương pháp niệm Phật là hay lắm, đeo máy niệm Phật rất là hay. Nó có nhiều người hỏi những đức á, thầy, thầy đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật đồ này kia, thầy kinh doanh đồ dữ dằn ha. Những đức nói chắc chắn là những đức không kinh doanh rồi. Vì sao? Cái Phật tử mà khắp nơi nơi người ta cúng dường những đức á, nếu như những đức mà không làm máy nghe pháp, máy niệm Phật đồ này kia nghe, thì những đức khỏe lắm. Vì người ta cúng dường những đức cũng dư tiền nuôi mấy bà già, thật sự mà nói luôn. Còn những đức đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật á, là những đức phải trả tiền máy nghe pháp, máy niệm Phật đó nhiều lắm, nên những đức phải lo dữ lắm. Rồi đưa máy ra cho Phật tử, Phật tử đưa ra xong mới đưa tiền cho những đức gom từng chút lại đi trả tiền cho người ta. Những đức phải cực cái đầu của mình mà suy nghĩ cái này. Nhưng mà tại sao phải làm? Vì muốn đem cái sản phẩm niệm Phật nghe pháp đưa truyền bá khắp nơi mà làm. Hiểu chưa? Còn cái việc mà kinh doanh thì chắc chắn là việc này những đức không cần làm tới. Tại vì sao? Những đức đâu có thiếu tiền đâu, những đức làm chuyện đó làm gì? Thật sự đâu có cần làm đâu quý vị. Nên những đức nói rõ ràng là tất cả quý Phật tử, những người Phật tử quen quen người ta về chùa, đúng là cái máy niệm Phật của mình đều đưa ra là 100 không à, phải không? Thì những đức đưa cho người ta, những đức đưa ra 100, người ta gói quà cho quý vị, người ta được 10,000. Đó là vì tiền xăng dầu, với một đó là một phương tiện cho Phật tử đi về chùa lâu năm, người ta thêm một chút kinh tế cho gia đình của người ta. Vậy thì chồng con người ta sẽ để cho người ta đi tu tiện bề. Thấy không? Nói rõ ràng cho quý vị nghe đó. Đó, nên trong cái cuộc sống này rõ ràng chúng ta, với thêm cái nữa là gì? Chùa mình mà đưa máy nghe pháp, máy niệm Phật ra, nên cái thị trường giá cả máy niệm Phật của chùa mình nó quân bình đó. Nếu như những đức đưa cho một người nào tự đặt là chắc chắn cái lên cái xuống liệt thường xuyên, thì nó không có quân bình mà hoài mãi mãi gì đâu quý vị. Nó tính ra 6-7 năm nay đưa ra biết bao nhiêu mà nói, nhờ mình duy trì mà cũng bị người ta nói này nói nọ. Nhưng mà những đức nói rõ ràng rồi, để đừng có nói tầm bậy mang tội. Còn muốn nói thì cứ nói đi. Có chết người tay nào đâu sợ. Mình không nói thì người ta hiểu lầm. Mà mình nói rõ ràng rồi, ai thích nói thì sao người ta nói kệ người ta. Miễn việc này mình làm nghĩ lợi ích cho người ta là được rồi. Không? Rất là rõ ràng nha quý vị. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta phải nghĩ cái thiện, cái lợi ích cho mọi người, siêng năng niệm Phật. Cái pháp niệm Phật này hay lắm. Câu Phật hiệu còn gọi là vạn đức hồng danh. Nên quý vị là người niệm Phật thì phước báo nhân duyên bị lớn thôi. Ừ.
Vỗ tay cũng là một phương pháp giúp cho tim mạch nó bị điều hòa. Thấy chưa? Vỗ tay là một phương pháp giúp cho tim mạch điều hòa. Nó, hai cái tay nó vỗ lại với nhau gọi là chung tay và đoàn kết. Không? Nó sanh tâm hoan hỷ mà. Nhưng Đức thấy chiếc máy bấm số này đặc biệt lắm quý vị. Nhớ. Nghĩa là từ khi mà phát triển phương pháp bấm số niệm Phật, một là gì? Chùa mình rất bình yên. Hai là nhiều cụ ra đi rất là đặc biệt và tốt đẹp. Và nó rất đặc biệt là nó phù hợp vào xã hội nhân sinh này nè. Phù hợp vào xã hội nhân sinh. Tại vì như con người bây giờ cầm chuỗi mà lặn niệm Phật á, thì lạ tay có khi họ không lặn nhiều. Nhưng mà từ khi đưa phương pháp cái bấm số niệm Phật này ra tới giờ là nhìn Đức thấy rất là thành công. Giống như mình tính với Phật vậy, nhưng mà Phật ngày hoan hỷ, rất hoan hỷ để cho mình tính với các ngài. Chỉ cần một câu Phật hiệu qua tay là trồng bồ đề muôn thở. Nên chúng ta bấm số niệm Phật là một phương pháp rất đặc biệt. Nhớ nghe quý vị. Có vị thầy đến ở ngoài trước, mấy anh em ra coi thầy ngồi chừng nào, đi sắp cho đò thầy với mấy phái đoàn á, ngồi ở tuốt phía sau luôn cũng được. Lúc nào ngồi thầy ngồi chơi nghe thì nghe, còn nếu không chúc thầy về coi sắp ở ngoài đó cùng với Phật tử luôn cũng được. Tuốt phía sau mấy cái ghế. Nên mỗi người chúng ta bị nhớ là cái phương pháp bấm số này, tất cả những trưởng đoàn và bấm số niệm Phật ký số trên mạng phải nhớ kỹ, tiếp tục phát triển mạnh lên, không có giải đãi. Tại vì sao? Vì phương pháp bấm số niệm Phật là một phương pháp mót niệm Phật hay nhất. Mót niệm Phật hay nhất. Bây giờ nhận Đức giao cho mấy điểm chùa mình là các bang đều phải là ghi số niệm Phật đàng hoàng. Đó, hồi chiều nhận Đức hỏi liên tệ ghi số niệm Phật ở bên mấy bà cụ, mấy bà bấm làm sao? Thì liên tệ nói rằng là mấy cụ bấm mà cũng được lắm thầy. Nhưng Đức nói bây giờ muốn cho các cụ mà bấm mà phát triển lên thì Nhân Đức đặt chấp cho các chú ghi. Lạ lắm. Dù lớn tuổi chứ mà đực mà ghi cho cái là bấm nhiều. Lạ kỳ. Mà cái ghi cái lại ít. Thấy không? Sự kích động cũng ghê thiệt chứ. Đó. Nên bữa nay nhà Đức gặp mấy anh em, nhà Đức sắp xếp để cho mấy chú ổng qua, ổng ghi ký số niệm Phật. Mà ổng ghi, ổng lỡ, ổng háo hức đồ, ổng chạy lỡ đồ. Ổng kêu cụ ơi, đưa máy con ghi cụ ô. Bà cố gắng bà bấm. Bữa nào mà bấm ít, mấy chú nói sao hôm nay bà cụ bấm ít dữ bà cụ. Bà cụ bên kia bấm nhiều lắm. Kích động tự nhiên bà cố gắng bấm số niệm Phật. Thấy không? Nên Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh khi còn tại thế, ngài nói rằng mót câu Phật hiệu rất là hay. Nếu như quý vị siêng năng mót câu Phật hiệu còn hơn những thờ khóa chích. Thì coi những thờ khóa chính quý vị lên, quý vị lễ Phật 45 phút được bao nhiêu niệm, bao nhiêu lại. Nhưng mà quý vị chịu mót có Phật hiệu là thù thắng lắm. Rất là thù thắng luôn. Nên từ nơi đó phương pháp bấm số niệm Phật là một phương pháp mót có Phật hiệu hay nhất, đặc biệt nhất. Và chúng ta trong thời cuộc này rất phù hợp. Vì trong cái thời cuộc này nhiều người quý vị biết rằng là họ thích bấm điện thoại. Mà tự nhiên mình xuất hiện cái việc mà bấm số niệm Phật này nè, nó chế ngự cái việc bấm điện thoại. Cái vị biết người ta là cứ bấm điện thoại hoài,
đâu giải quyết được vấn đề gì đâu quý vị. Nhưng mà nếu quý vị mà rảnh thì quý vị cầm máy bấm số, rảnh cứ cầm máy này nè, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm một cái, A Di Đà Phật bấm một cái, cứ như vậy. Quý vị biết rằng đặc biệt thù thắng dữ lắm. Nên mỗi một người chúng ta nghe quý vị, cứ siêng năng niệm Phật đi. Phương pháp tu duyên phước lớn nhất đó là bấm số niệm Phật. Nhớ, bấm số niệm Phật là một phương pháp tu duyên phước lớn nhất. Nếu chịu siêng niệm Phật. Và chùa chiền chúng ta đông đúc như vậy mà bình yên là nhờ ngay chỗ nào? Nhờ ai cũng niệm Phật. Người làm thì đi làm, người tu thì đi tu. Không? Rồi tu ra xong thì cầm cái máy bấm số. Bà cụ nào cũng có máy bấm số hết. Siêng năng niệm Phật đi, đâu có chuyện lu bu. Nếu như mà mấy bà cụ bà không niệm Phật là bà dùng cái miệng bà nhiều chuyện, bà chăm chích với nhau có chuyện tùm lum. Nên phương pháp bấm số niệm Phật này cực kỳ hay. Những đức từng nói rằng có một ngôi chùa mà những đức ngày xưa ở trên kia, người ta ở bên ngoài không, nếu như đưa cái cách bấm số niệm Phật này cho mấy bà bấm đi, tối lại mấy chú mấy thầy đi ghi giùm cho mấy bà già ở ngoài. Đây là một cách động viên và một phương pháp mà gọi là giúp cho các cụ bà vui vì có quý thầy quý chú tới lui thăm lơ, đúng không? Tại vì người ta không ở trong chùa được, người ta ở ngoài, người ta thuê phòng ở ngoài, nhưng mà mình bố trí cho người mình ra ngoài ghi số niệm Phật cho người ta, tự nhiên các cụ vui lắm quý vị. Bây giờ các điểm chùa tối lại là mấy thầy mấy chú đi ghi, mà cái chỗ nào quý thầy mấy chú ghi là tự nhiên háo hức. Nó như chú Tùng nè, trời ơi, bữa nào cũng kêu réo cũng phát nguyện cầu sanh cực lạc đồ quá trời, đúng không? Nên quý vị biết rằng một con người mà siêng niệm Phật á, quý vị biết cái câu Phật hiệu này nó hay lắm, nó quân bình cái tâm mình hay dữ lắm. Con người mà siêng niệm Phật rồi nghe quý vị, có buồn cái gì cũng mau hết cấp kỳ 100% luôn. Quý vị biết rằng quản lý nhân sự đâu có đơn giản đâu. Nếu như một con người mà buồn mà dặn dai thì con người này chỉ có cái con đường chết. Chắc chắn quý vị sẽ chết trước họ. Bởi vì chết bị đi đọa lạc mới ghê ấy chứ. Chết đi đọa lạc mới ghê ấy. Nên trong cái cuộc đời này quý vị đừng có nên nhìn cái việc mà người nào không vừa bụng, không vừa lòng, không vừa ý. Đã là nói bao nhiêu lần, chúng ta như bàn tay vậy, có ngón dài ngón ngắn, không có ai mà hoàn chỉnh hết chứ. Trong cái cuộc đời này không có ai hoàn chỉnh hết chứ quý vị à. Chỉ có Đức Phật là hoàn chỉnh thôi, mà người ta nhìn Phật còn không hoàn chỉnh kìa. Nhưng mà Đức Phật là bậc toàn giác toàn năng, là hoàn chỉnh đó. Nhưng mà thờ đó những người, người ta nhìn Phật vẫn không hoàn chỉnh. Thấy chưa? Nên Phật á, nhìn chúng sanh là Phật, nhưng phàm phu nhìn Phật lại là phàm phu. Tại vì cảnh giới của mình là phàm phu nên mình nhìn Phật là phàm phu. Còn cảnh giới của Phật nhìn Phật, nhìn chúng sanh là Phật. Tại vì cái tâm Ngài là Phật, Ngài là bậc toàn giác toàn năng, Ngài nhìn chúng sanh là Phật. Còn mình làm sao nhìn ra được, nên mình nhìn Phật là phàm phu. Nên từ nơi đó mà mình tu làm sao mà cái tâm mình nó an lạc, nó vui. Nó không có đem những cái không vừa lòng, không vừa ý để trong tâm chi cho nó mệt. Làm sao mà tròn vẹn được quý vị. Thí dụ như ngày xưa nhà Đức mới đi đến đây, cũng là một ngôi chùa này, nhưng mà nó buồn vô cùng buồn luôn. Mà bây giờ nó vui đến mức này rồi mà có những người ta vẫn không vừa bụng. Là sao? Nó hưng khởi, nó vui đến mức gì rồi mà cũng có những người người ta vẫn là thấy nó xấu, không vừa bụng chỗ này chỗ kia. Là tại vì sao? Vì cái tâm mình không biết đủ. Chứ đúng ra nó biết đủ thì nó quá đặc biệt rồi. Thật sự nó quá đặc biệt rồi quý vị à. Bây giờ tìm một ngôi Dạ Lam mà mỗi ngày tu tập gì, rồi hội chúng sống bình yên gì, đâu có dễ tìm đâu quý vị. Phật tử người ta đi tu chỗ này chỗ kia chỗ nọ nhiều, nhưng mà để kiếm một ngôi chùa chuyên tu gì đâu có dễ đâu. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, tại vì mình nhìn nó là không có trọn vẹn, là do cái tâm mình nó không có trọn vẹn quý vị. Nên những đức mong những buổi chia sẻ Phật pháp gì nè quý vị, người trong chùa được nhắc nhở cái việc tu hành niệm Phật là việc rất tốt đặc biệt. Người Phật tử khắp nơi nơi cũng được nghe mà để nhắc nhở mình niệm Phật. Cả ngày như vậy thường nghe nhắc nhở niệm Phật. Bây giờ này người ta cũng đang coi trực tiếp những cái buổi giảng gì nghe quý vị.
cái trực tiếp là nó lên số lượng rất là đông. Từ đây tới sáng mai nó lên đông dữ lắm. Bây giờ cái trực tiếp mình ta coi đông lắm quý vị ơi. Ừ. Đúng không? Nói mà quý vị ơi, cái mà nó ơn gì lên cái là tự nhiên nỗi buồn nó tan biến. Phải không? Phải không quý vị ơi? Cái từ trường chùa nó tốt lắm quý vị ơi. Đời này mình phải quyết chí giảng sanh quý vị ơi. Quyết chí giảng sanh nghe. Đời này mới về cực lạc nghe. Chồng vợ con cái trở ngại cũng phải niệm Phật về cực lạc quý vị ơi. Nhớ kỹ, chỉ có về thế giới cực lạc mới hết khổ nghe quý vị à. Đời này mà không giảng sanh là đọa địa ngục quý vị ơi. Và thường tình công người nói không giảng sanh là đọa địa ngục. Hiểu chưa? Làm người còn khó hơn. Nên không giảng sanh là đọa địa ngục. Nên chúng ta phải giảng sanh về cực lạc quý vị à. Quyết chí giảng sanh nghe mấy bà. Hiểu không? Mà muốn giảng sanh thì đừng có buồn giận này, để trong tâm nghe mấy chị ư. Thôi vậy chúng ta nghỉ nghe. Thôi được rồi nghỉ. Đời này phải hẹn gặp nhau cực lạc nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Bài chia sẻ Phật pháp vui quý vị. Chúc an lạc và tối nay ai cũng ngủ ngon nghe. À, trước mặt quý vị là có hộp sữa với cái bánh mì. Đoàn câu chuyện có chưa ta? Đoàn câu chuyện chưa có chưa à? Mấy người phía sau ai chưa có? Có ai chưa có không? Đưa tay giùm coi, những đức phát cho quý vị. Kìa quý vị, phía sau còn nhiều người chưa có